Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Viettel Store TV. Mới đây nhất thì những hình ảnh đầu tiên về mẫu smartphone giá rẻ của Samsung cũng đã xuất hiện trên mạng Internet. Đây là thời điểm Samsung đang chuẩn bị sự ra đời của mẫu Galaxy S9 và S9 Plus. Bên cạnh đó thì những chiếc Galaxy A phiên bản 2018 cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hàng năm Samsung cũng có thói quen tung ra nhiều phiên bản Galaxy giá rẻ. Và bây giờ, một trong những thiết bị này cũng đã lộ diện với tên gọi là Galaxy G2 2018. Trước đây thì thiết bị này cũng đã được rò rỉ với tên gọi là Galaxy G2 Pro 2017. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết, Galaxy G2 2018 sẽ có màn hình cảm ứng là 5 inch Super AMOLED với độ phân giải là 540x960 pixel. RAM là 1.5GB, bộ nhớ trong 16GB, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 425 với 4 nhân Cortex A53 hoặc là một phiên bản vi xử lý Exynos tương ứng. Máy được trang bị một camera phía sau có độ phân giải là 8 megapixel, camera trước là 5 megapixel và thú vị là cả hai đều hỗ trợ đèn flash LED. Máy sẽ có hai khe cắm SIM và dung lượng pin là 2600mAh được sạc qua cổng micro USB. Đặc biệt thì viên pin này có thể thay thế được. Từ một nguồn tin khác, một tài liệu hướng dẫn sử dụng G2 Pro 2018 cũng đã xuất hiện ngay trên trang web của Samsung. Hướng dẫn sử dụng cũng cho thấy G2 Pro 2018 sẽ đi kèm với giao diện Samsung UX mới nhất với việc chạy Android là 7.1.1. Chúng ta có thể mong nó đang dùng giao diện như trên Galaxy Note 8. Tài liệu hướng dẫn không xác nhận tên gọi chính thức của smartphone mới này. Theo nhiều dự đoán thì điện thoại sẽ nặng là 153g và chạy Android 7.1.1 Nougat. Máy dự đoán sẽ có mức giá là 3.290.000 đồng khi về đến Việt Nam. Các bạn có thể đặt trước Galaxy G2 Pro 2018 ngay tại Viettel Store để nhận ngay được những ưu đãi cực hot, tặng ngay một lốc bia Mỹ, Budweiser, cơ hội trúng 1.000 sổ tiết kiệm trị giá đến 1 tỷ đồng và áp dụng 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu đối với máy lỗi, áp dụng từ ngày 4 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 năm 2018. Và đó là tất cả những cái thông tin rò rỉ mới nhất về chiếc Galaxy G2 Pro 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.